Rồi, xin chào các bạn đến với kênh Kỹ thuật điện. Thì đây đây là căn nhà kiểu như cấp 4, ta làm quán nhậu quá mà. Đây là quán nhậu nha. Đây là đây có hai lô đất. Rồi, các bạn nhìn toàn cảnh này. Ta chưa đéo nó phong các bạn. Cây này chỉ cũng khoảng gần 200 mét vuông, nó đâu có khi là 10-20 á. Đây đây là cái trụ, trụ đèn có đèn hết nha các bạn, trụ đây có đèn hết, mình đã đi dây sẵn rồi kìa, nãy giờ đó. Cái trụ có dây sẵn hết rồi. Giới thiệu cái phèm cho các bạn xem, có phèm ngủ, bếp rồi nhà vệ sinh rồi, có nhậu mà. Đây, cái đế mình cũng đã chuông hết rồi. Cái đây cái tủ điện này. Đó. Cái, toàn bộ là điều khiển công tắc đèn ở đây hết. Thanh số vậy? Đây là đây là cái bếp, khu bếp. À, lấy ra. Để. Để chuông hết rồi. Rồi chuyển ra nhà. Chúng qua nhà vệ sinh. Đây nhà vệ sinh nha các bạn, vệ sinh dành cho người nhà, chủ nhà, còn phần vệ sinh dành cho khách nó ở bên phía bên này. Đây đây đó, đây là phần vệ sinh dành cho khách này. Đây là các bạn thấy biết đây là gì không, đây là một tiểu này các bạn, tiểu nam này đó, tiểu nam. Đây nó có 1, 2 tiểu nam, 3, 4 tiểu nam. À, còn phía bên đây là nhà vệ sinh nữ này. Cái này người ta ngang cái vách này các bạn. Đây, cái vách đây này chia ra tiểu nữ, tiểu nam. Đây cái cửa nó rộng thênh thang này. Đây là người ta chia ra làm hai cửa này. Đó. Rồi, cái đây là hệ thống ống nước. Đây là dùng cho, đây là người ta xây, xe này người ta xây cái hồ cá. Nên vấn đề này tính ra nhà này cũng khó lấy tiền, là nó đơn giản quá. Nước thì đây, đây đây là cái ống ống 114 này các bạn, để đi thẳng qua kia này. Đó, đi thẳng qua cái đống gạch kia kìa, rồi đục xuống đi đường cổng. Đây đây mình đã đục hết rồi, đục vào chôn luôn rồi. Nó cả buổi sáng 4 người các bạn, 4 người làm cái hệ thống ống nước này, đào vừa dán ống luôn, đục luôn á. Rồi tính ra 4 người buổi sáng là mất 2 công. Rồi đây, đây nhà đây thì cũng gần xong rồi, mình chờ sơn nước cho dây điện rồi, mình cũng đã kéo một số rồi, chờ đóng lò phong nữa các bạn, đóng lò phong rồi mình mới bắt đầu kéo dây ống nước rồi đi hết rồi, dây lắp thiết bị thôi. Rồi, đơn giản rồi, chào tạm biệt các bạn nha. Các bạn thấy hay thì nhấn đăng ký kênh cho mình nha. Mình ra nhiều clip giới thiệu cho các bạn xem.